Đây là một loại cây mà người ta sử dụng để chữa rụng tóc, các bệnh về thận, bàng quang rồi là đường tiết niệu. Về tên gọi thì cây Thạch vĩ này có khá là nhiều tên gọi khác nhau. Như là Thạch bì, Thạch lan, Phi đao kiếm, Kim tinh thảo để mà tìm thì các bạn cứ đến những cái cây cổ thụ ấy. Các bạn để ý sẽ thấy là cây này nó mọc bám vào các cây cổ thụ đi. Nó bám vào cái lớp vỏ đây này rồi nó lan ra khắp cây ấy mà. Như thông thường thì mình hay gặp ở trên cây mít các bạn nhá. Giữa viêm thận, phù thũng, tiểu buốt, sỏi đường tiết niệu, cách làm như sau. Các bạn dùng thạch vĩ 12 g sắc uống các bạn chỉ cần riêng dùng riêng cái vị thạch vĩ này nhá, sắc uống hàng ngày với liều lượng của mỗi lần sắc uống là 12 g các bạn nhé Các bạn cứ sắc uống hàng ngày như vậy sẽ có kết quả nhé Nếu như mà có điều kiện thì các bạn có thể thêm vào các vị như là hoạt thạch, sa tiền các vị với lượng bằng nhau. Như bình thường thì các bạn chỉ cần dùng riêng cái vị thạch vĩ này thôi để mà sắc uống hàng ngày. Đấy chính là trường hợp dùng để chữa viêm thận phù thũng, tiểu bút, sỏi đường tiết niệu,